Vẹt lão phu nhân yêu quý nhất bị mèo ăn. Chuyện này ở phủ thừa tướng lại là chuyện lớn. Rất nhanh, đại phu nhân dẫn đầu đến Hà Hương viện. Lý Trường Nhạc vừa mới ôm theo bảo bối mèo con Uyên Ương của mình vào cửa. Đã nghe thấy lão phu nhân tức giận nói, ngươi còn dám đem con súc sinh kia vào đây. Lý Trường Nhạc ngẩn người, kinh ngạc nhìn mọi người, nhưng tất cả đều nín thở, không dám hé răng. Đại phu nhân nghe vậy, hò khụ hai tiếng, lão phu nhân. Vẹt của người chưa hẳn là mèo của trường nhạc ăn. Nói không chừng là mèo hoang. Mèo hoang, mèo hoang từ chỗ nào đến? Người đi bắt một con mèo hoang về đây cho ta xem. Sắc mặt lão phu nhân hiếm khi đông lạnh như vậy. Tức đến nói không ra lời. Đại phu nhân chưa bao giờ thấy lão phu nhân tức giận như vậy. Không dám nói gì nữa. Lý trường nhạc vội vàng buông mèo ra bước nhanh lên lão phu nhân mèo con uyên ương đại ca tặng là chân phẩm vừa nhu thuận vừa dịu ngoan nhất định sẽ không làm chuyện này còn chưa chưa nói xong đã bị lão phu nhân phun nước miếng lên mặt sáng hôm nay nó muốn ăn vẹt của ta ta còn chưa tính sổ với ngươi hiện tại còn nói cái gì nhu thuận dịu ngoan ta đã nói từ trước trong viện bớt nuôi loại xúc sinh này tránh là chim của ta sợ hãi người lại cố tình nuôi một con mèo đây là cố ý làm tức chết ta còn cả gấm vóc của muội muội ngươi còn chưa mặc vào người đã bị mèo kia làm hỏng người nói người bồi thường thế nào đây lý trường nhạc lắp bắp kinh hãi lúc này lý vị ương chỉ im lặng đứng bên cạnh nhìn thế nào cũng thấy như rất tủi thân sắc mặt nàng biến đổi gấm của tam muội cũng gặp chuyện không may sao lại khéo như vậy Lý Vị Ương giả bộ không nghe thấy ám chỉ trong lời nói của nàng ta, đại tỷ. Mèo này nhất định phải nghiêm túc quản thúc. Hôm nay ăn vẹt của lão phu nhân. Phá hoại gấm vóc, hôm khác không chừng sẽ đụng chạm đến vị quý nhân nào đó. Vạn nhất có người cố ý bới móc. Mèo này đúng là có chết vạn lần cũng khó chuộc được tội. Những khách nhân ra vào phủ thừa tướng không phú thì cũng quý. Vạn nhất mèo này không cẩn thận làm ai bị thương chẳng phải là phủ thừa tướng đã đắc tội với người khác. Sắc mặt lão phu nhân càng khó coi hơn, Lý Vị Ương chớp mắt mấy cái, bộ dáng nhu thuận nói đi cũng phải nói lại, cũng không thể trách mèo của đại tỷ, nó chỉ là một xúc sinh, sao hiểu được chuyện là do bản thân muội không tốt, dương hòm hẳn phải tự mình bảo quản, không nên giao cho họa mi, dù sao nàng ấy tuổi còn nhỏ, ham chơi gặp phải chuyện không may cũng khó tránh khỏi sắc mặt lão phu nhân càng âm trầm thứ nhất mèo uyên ương ăn vẹt bà quý nhất thứ hai gấm vóc chính bà làm chủ tặng cho vị ương lại bị mèo phá hỏng đây còn không phải là lý trường nhạc thể hiện sự bất mãn với mình sao vừa nghĩ như vậy bà lạnh lùng nói nói như vậy là nha đầu họa mi thất trách lý vị ương cố ý liếc nhìn đại phu nhân khó xử chuyện này đại phu nhân không thèm nhìn nàng thản nhiên nói với lão phu nhân họa mi là do con tặng họa mi thất trách là do con không quản giáo tốt cho nên con vội tới thỉnh tội với lão phu nhân nhưng hôm nay con cũng có một câu muốn nói người đã tặng vị ương vị ương cũng nên quản thúc cho tốt không có quy củ chẳng thành vuông tròn sao có thể dung túng nhà đầu như thế ý của lời này rõ ràng nói lý vị ương không quản giáo nha đầu cho tốt vị ương ngại ngùng cười nói mẫu thân sao lại nói vậy họa mi là nha đầu mẫu thân tặng nữ nhi yêu quý nàng ấy còn không kịp lão phù nhân đột nhiên lạnh nhạt nói ngươi làm chủ mẫu đến một nô tỳ cũng quản giáo không tốt vẫn để ta phải xen vào dẫn họa mi kia tới đây họa mị bị dẫn tới tay chân trói chặt khóc sứt mướt đại phu nhân vừa nhìn thấy nhíu mày cũng phải để cho nàng ta biện bạch lão phu nhân nhìn thoáng qua la ma ma la ma ma lập tức bước lên hỏi dương là ngươi trông coi họa mi không thể phủ nhận giả nhưng mà nô tỳ vừa mới tiếp nhận dương gấm vóc trong dương đều bị hủy hoại giả nhưng mà nô tỳ vô tội nhất định có người nhất định có người muốn hãm hại nô tỳ là tam tiểu thư lão phu nhân nhất định là tam tiểu thư oan uổng nô tí. Họa mi muốn mình thoát tội. Liều mạng kêu to, phẩy chấm phẩy chấm, nhà đầu kia cũng quá lớn mật. Không hề để chủ tử của mình vào mắt. Ánh mắt lão phu nhân nhẹ nhàng đảo qua, nhà đầu lười biếng vụng về như vậy. Đừng để bẩn mắt ta. Ta không muốn nghe nàng ta nói năng bậy bạ. Bịt miệng lại, ừm, lôi ra ngoài đánh 50 bản tử. Coi như răn đe. Họa mi lập tức ý thức được mình nói sai rồi, liều mạng dẫy rùa cúi dập người đầu chạm đất lão phu nhân nô tỳ biết sai rồi tội nô tỳ đáng chết vạn lần đại phu nhân người cứu nô tỳ cứu nô tỳ đi nàng ta vừa nói vừa dập đầu nỗ lực khẩn cầu đại phu nhân mở miệng cứu nàng ta mỗi lần dập đầu đều nện thật mạnh xuống mặt đất làm mọi người nhìn thấy mặt cũng trắng bệnh lý vị ương nhìn nàng một cái hòa nhã nói, lão phu nhân, chi bằng tha cho nàng ấy một lần. Lý trường nhạc nhíu mày, vừa định nói chuyện, thì lão phu nhân lại thản nhiên nhìn nàng ta. Lão phu nhân không phải muốn đánh họa mi, mà là mượn cơ hội giáo huấn trường nhạc. Trong lòng đại phu nhân dùng mình, lão phu nhân nói đúng. Nhà đầu thế này nhất định phải trừng trị thẳng tay. Những lời này nói ra, chẳng khác nào muốn tính mạng họa mi. Đám ma ma lập tức bịt miệng kéo người xuống họa mi ô ô vài tiếng tất nhiên là có chuyện muốn nói nhưng lão phu nhân cùng đại phu nhân đều coi như không nghe thấy đám ma ma đương nhiên cũng không để ý tới tuy rằng thường ngày lão phu nhân nghiêm trang nhưng chưa bao giờ tức giận lớn như vậy mọi người đều dùng mình sắc mặt đại phu nhân cực kỳ khó coi khuôn mặt xinh đẹp của lý trường nhạc cũng biến thành tiết trắng bởi vì nàng thấy mèo con uyên ương cũng bị người khác mạnh mẽ ôm đi có thể thấy lão phu nhân tuyệt đối không bỏ qua cho mèo con nhìn sắc mặt hai mẹ con trước mắt lý vị ương thở dài một hơi nhìn hai người nghẹn khuất thật sự thấy không khí trong lành lão phu nhân nhìn khuôn mặt xinh đẹp của lý trường nhạc cơn tức vẫn chưa hết tất cả gấm vóc của ngươi đều đưa cho vị ương chép kinh phật một trăm lần siêu độ cho vẹt của ta đem gấm vóc của bản thân đưa cho lý vị ương, lại còn phải siêu độ cho một con chim. lão phu nhân có phải điên rồi không? thân mình mảnh mai của lý trường nhạc lay động, bị tay đại phu nhân kéo lên, còn không mau đáp ứng. không thể gây gắt với lão phu nhân. lý trường nhạc lập tức hiểu ra, giả. trường nhạc nhất định sẽ làm hết. bước ra khỏi hà hương viện, mất đi sủng vật yêu, lại còn bị lão phu nhân sửa trị. Lý Trường Nhạc hai mắt ửng đỏ, ánh mắt sắc bén như tên, oán hận nói: "Tam muội, muội quả nhiên có thủ đoạn, lừa được lão phu nhân xoay quanh mình." Lý Vị Ương chỉ mỉm cười. "Đại tỷ nói gì muội muội không hiểu, muội muội chỉ biết đại tỷ rất sơ sót, tỷ hẳn nên biết, xúc sinh không nên dung túng, có phải không?" Dưới tay áo, ngón tay Lý Trường Nhạc nắm lại thành trắng bệch, lạnh lùng nói: "Được lắm, người đã nói như thế, chỉ mong lần sau, người còn có thể cười vui vẻ như vậy. Lý vị ương chớp chớp đôi mắt trắng đen rõ ràng. Tỷ tỷ nói đùa rồi. Chép kinh Phật một trăm lần không dễ đâu. Tỷ tỷ đừng ở đây làm trễ thời gian nữa. Bằng không để lão phu nhân biết được. Sẽ tức giận đấy. Lý trường nhạc nghẹn lời. Đại phu nhân bước nhanh qua bên cạnh nàng ta. Sắc mặt không chút thay đổi. Trường nhạc. Khỏi cần nhiều lời. Đi thôi. Lý Vị Ương mỉm cười, cùng tiễn mẫu thân cùng đại tỷ, lời ngoài chuyện. Đêm qua nhà mất điện, mãi cho đến tận giữa trưa hôm nay. Thể nghiệm qua nước sôi lửa bỏng một lần, nói một câu thật tình. Không biết cuộc sống của Vị Ương muội như thế nào. Không có điện đúng là không thể chịu nổi và em, cạch dưới và em. Viện của Tam Phu Nhân tên là Nhã Trúc Viện. Lý Vị Ương vừa tới cửa, đã có một bóng người chạy nhanh tới bàn tay hơi lạnh giữ chặt tay nàng, như sợ hãi, lộ ra sự khẩn thiết vô cùng. Tam tỷ tỷ, Lý Vị Ương cúi đầu, một đôi mắt xinh đẹp đến kỳ quái, gần như có thể nhìn thấy bóng dáng của mình. Nàng hơi sừng sốt, lập tức cười, mẫn đức. Lý Mẫn Đức vốn lo lắng Lý Vị Ương sẽ đẩy tay hắn ra. Nhưng nàng chỉ yên lặng để cho hắn nắm, làm trong lòng hắn dâng lên sự ngọt ngào trên khuôn mặt như bạch ngọc lộ ra nụ cười mỉm nghiêm túc nhìn nàng tam tỷ 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 tới tham ta sao trong giọng nói còn mơ hồ có cảm xúc vui mừng thấy hắn đáng yêu như vậy lý vị ương không nhịn được ngón tay hơi mát véo véo mặt hắn cười nói đúng vậy tỷ đến thăm mẫn đức lý mẫn đức lập tức vui vẻ lên nắm lấy tay nàng tiếp tục đi về phía trước tam tỷ tỷ ta nói muốn đi tìm tỷ mẫu thân lại nói như thế sẽ mang phiền toái đến cho tỷ chuyện mình cứu lý mẫn đức quả thật không thích hợp cho nhiều người biết lý vị ương cười để mặc hắn nắm tay bước vào viện của tam phu nhân tam phu nhân cười tiếp đón lý vị ương ngồi xuống nhà đầu bên cạnh rót trà lý vị ương cầm tách trà có nắp khắc hoa nhiều màu kia lên mở ra hương thơm thấm nhuần từ từ bay ra nàng cúi đầu nhấp một ngụm cười nói ta đến cảm ơn tam phu nhân đối với tam phu nhân lý vị ương cứu lý mẫn đức bản thân mình đương nhiên phải hồi báo lại trong mắt bà chậm rãi nhiễm ý cười giọng nói thản nhiên chỉ là thuận tiện nhấc tay coi như để tam tiểu thư hà giận mà thôi bà không kể công nói chuyện rất bình thường lý vị ương biết muốn động tay động chân trong viện của lão phu nhân là rất khó nếu không có tam phu nhân âm thầm tương trợ một mình nàng sẽ không thể hoàn thành được tam phu nhân nhìn lý vị ương khẽ nói hiện giờ trừ bỏ họa mi bên cạnh thì hành động sẽ tiện hơn nói xong bà nhẹ nhàng cười nhấp một ngụm trà đặt ly trà sang một bên nhưng mà lần này thua thiệt đại phu nhân chắc chắn không từ bỏ ý đồ lý vị ương không đáp chỉ cười mỉm hiển nhiên không để điều này trong lòng trong lòng tam phu nhân có sự nghi hoặc Tiểu cô nương mới chỉ 13 tuổi, sao lại có dũng khí lớn như vậy, muốn đối nghịch với đại phu nhân? Bà nhắc nhở, "Vị ương, ta cùng bà ta luôn đối phó lẫn nhau, cho nên thêm một lần hay bớt một lần cũng chẳng sao. Mà con phải nghĩ cho rõ ràng, bà ta dù sao cũng là mẹ cả của con, hôn sự tương lai của con, kiếp trước bản thân lúc nào cũng nghe theo đại phu nhân, cuối cùng còn không phải biến thành một quân cờ." kết cục chết thảm, một khi đã như vậy. Ngại gì buông tay đấu một trận, Lý Vị Ương sẽ không nói những lời này với Tam Phu Nhân. Các nàng có thể làm minh hiểu với nhau, nhưng, cũng chỉ vậy thôi, từ trong phòng đi ra, Lý Vị Ương lại thấy Lý Mẫn Đức, đang đứng trong sân viện chờ nàng. Nàng mỉm cười, đi lại gần nói, Mẫn Đức, tỷ phải về rồi, đi nhanh như vậy sao? Theo bản năng Lý Mẫn Đức ngừng lại hô hấp. Ngay lúc hắn cảm thấy mình sắp hít thở không thông, thì nghe thấy nàng nói chuyện, đệ phải nghe lời mẹ, không có việc gì thì đừng chạy loạn. Nói xong, Lý Vị Ương lướt qua hắn rời đi, Lý Mẫn Đức lại bước nhanh lên, đôi mắt như có ánh sáng, đốt cháy cả người đối diện. Tam tỷ tỷ, hắn gọi, nhanh chóng giữ chặt tay nàng, cái này bàn tay hắn luôn để ra sau lưng hiện giờ đang dơ lên. Lý Vị Ương có chút mờ mịt. Ngọc Hộ Tâm, Lý Mẫn Đức mở miệng, môi mỏng vừa mở ra đã khép lại, căng thẳng nhìn nàng, Lý Vị Ương trong lòng khẽ động, tầm mắt dừng trên thứ gì đó trong tay hắn, đó là ngọc bội hình trang khuyết, Lý Vị Ương nhìn kỹ, càng kinh ngạc, khối ngọc bội này, màu lục thuần túy tinh khiết, chất ngọc càng thanh nhã ôn nhuận, nắm trong lòng bàn tay, nhẹ vuốt, như thể chạm vào làn da mượt mà bóng loáng của mỹ nhân làm cho người ta có ảo giác ngọc này như đang hô hấp như một vật thể sống hiện giờ nàng kết luận khối ngọc bội này nhất định là vật vô giá tầm mắt lại dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như đậu hủ của lý mẫn đức lý vị ương không hiểu hỏi lần trước không phải thấy đệ đeo ở trên người sao sao lại tháo nó xuống lý mẫn đức nhìn nàng bất an nói đây là ngọc từ nhỏ ta đã đeo trên người hắn nuốt nước miếng đến tai cũng đỏ bừng lên. Lần này, mạng của ta là do tam tỷ tỷ cứu. Ta nghĩ muốn tặng nó cho tỷ. Tặng cho ta, đây là đồ vật chân quý của đệ. Thật sự bỏ được sao? Nàng cười nhìn hắn, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này cực kỳ đáng yêu. Không nhịn được đưa tay xoa đầu hắn. Cảm xúc chạm đến tóc hắn. Mềm mại đến bất ngờ. Lần đầu tiên Lý Mẫn Đức nhìn thấy Lý Vị Ương. Đã cảm thấy ánh mắt của nàng không giống những người khác như nước giếng dưới ánh trăng âm u diễm lệ cực kỳ thanh lạnh mà thâm trầm hắn không biết phải làm gì mới cho nàng biết được là hắn thật lòng muốn tặng ngọc bội sốt ruột ta ta nhìn thấy thiếu niên quẫn bách đỏ mặt cố sức muốn giải thích gì đó lý vị ương mỉm cười trả ngọc bội lại cho hắn sau này đừng đem ngọc bội tùy tiện tặng cho người khác nàng còn chưa dứt lời tay đã bị lý mẫn đức nắm thật chặt Giọng nói của thiếu niên nho nhỏ dịu dàng, ánh mắt thành khẩn còn mang theo sự kiên trì. Nó có thể giúp người đeo bình an. Thật đấy, mẫu thân nói nó đã cứu ta rất nhiều lần. Sự khẩn thiết của thiếu niên cùng tiếng tim đập dường như có thể xuyên thấu qua ngọc bội này truyền đến. Lý Vị Ương kinh ngạc trước sự kiên trì của hắn, nói, tỷ tỷ cũng có một khối ngọc bội, để xem." Nói xong, nàng lấy ngọc bội thất di nương tặng cho hắn xem có nó bảo vệ tỷ là được rồi khối ngọc bội này để phải giữ gìn thật cẩn thận trung quy nàng cảm thấy khối ngọc trăng non trên người lý mẫn đức có ý nghĩa bất thường gì đó sao có thể nhận được về sau thường xuyên tìm tam tỷ đi chơi lý vị ương sờ đầu hắn trong đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên có sự buồn bã tiếp theo lại sáng ngời nở nụ cười trong phòng nhà đầu đàn hương bưng trà bước vào lại nhìn thấy đại tiểu thư lý trường nhạc đang ngồi trước gương chạm trổ mẫu đơn và khổng tước quần áo hoa phục cầm tú như nước sắc mặt âm trầm nhìn gương chằm chằm tim của đàn hương đập nhanh hơn nhẹ giọng nói tiểu thư lão phu nhân phái người đến lấy bốn khối gấm vóc kia đưa hết đi đều đưa hết đi quả đen vĩnh viễn là quả đen đổi một lớp lông thì làm được gì trong phòng không có người thứ ba lý trường nhạc oán hận nói còn cả, ma ma đốc thúc tiểu thư chép kinh đã đến. Đàn hương nói nửa câu, thấy sắc mặt lý trường nhạc không tốt, đành nuốt về họng. đột nhiên lý trường nhạc đập vỡ ly trà. Đàn hương phát hoảng, nhìn thấy ngón tay trắng nõn của đối phương đưa lên bàn trang điểm. Cầm lấy túi theo đựng kim, từ bên trong rút ra một cái châm, kéo ngón tay đàn hương dùng sức đâm vài cái, nhìn từng giọt máu đỏ tươi chậm rãi thấm ra ngoài. Lý Trường Nhạc lấy máu kia bôi lên tay mình. Sau đó nhìn chầm chầm đàn hương, biết nói sao đây. Mười ngón tay nối đến trái tim. Đàn hương đau đến không đứng vững nổi. Sắc mặt trắng bệch nói, giả. Dạ. Đại tiểu thư không cẩn thận làm ngón tay bị thương. Sợ máu làm bẩn kinh văn. Mời ma ma ngày khác lại đến. Lý Trường Nhạc lạnh lùng nói, đi đi. Đàn hương rời đi. Lý Trường Nhạc nhìn chầm chầm mình trong gương đột nhiên nói lý vị ương người được người rất được đàn hương đi đến cửa nghe thấy tiếng cười lạnh của tiểu thư toàn thân phát run lời ngoài chuyện mọi người hỏi ta chuyện này có phải sẽ bắt nạt ức hiếp nam chính thật ra bản tính của tiểu tần cực kỳ lương thiện đối với từng nhân vật chính đều coi như chính mình sinh ra không có sở trường sm nhìn đôi mắt to thành thật của ta mà xem o oh. lý vị ương thật sự thích mẫn đức bởi vì nàng thấy trong ánh mắt của đứa nhỏ này có cảm giác quyến luyến không muốn xa rời tuy rằng tam phu nhân là dưỡng mẫu mẹ nuôi mà coi hắn như là con trai ruột của mình nhưng tính cách tam phu nhân quá mức lạnh nhạt dè dặt cho nên phần lớn thời gian đứa nhỏ này đều cảm thấy vô cùng cô đơn trong đình hóng mát ở hoa viên lý vị ương nhẹ giọng kể cho hắn cuộc sống của mình lúc ở thôn quê nói nàng sắn ống quần lên cao lội xuống nước lấy trứng vịt hoang ở trên bèo. Sau đó nàng nhóm lửa bên bờ sông, dùng cắt nóng bao phủ trứng vịt cho đến lúc chín. Cuối cùng ăn sạch sẽ không còn thừa gì hết. Lý Mẫn Đức nghe rất tập trung, trong ánh mắt xinh đẹp lộ ra sự chờ mong. Hắn ở phủ thừa tướng chưa bao giờ trải qua cuộc sống như vậy. Không chỉ cảm thấy mới lạ, mà còn cảm thấy trong sự miêu tả kia còn có hương vị của tự do. Cho nên hắn chớp mắt nói, tam tỷ tỷ. Một ngày nào đó, ta cũng muốn đến xem nơi tỷ từng sống qua." Lý Vị Ương nhìn ánh mắt linh động như cánh chim đang muốn vỗ cánh bay xa. "Cười, hài tử ngốc, đấy cũng không phải là chỗ để chơi." Lý Mẫn Đức ngẩng đầu, nhìn Lý Vị Ương, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nàng nói rằng tuổi còn rất trẻ, mang theo sự trong sáng như ánh nắng giữa mùa xuân, tình khiết không nhiễm một chút tang thương nhưng đôi đồng tử màu đen từ nhạt chuyển sang đen đậm lại xưa cũ thâm thúy biểu cảm không nói được là buồn hay vui con người phức tạp mà không nhìn ra được nguyên cớ tam tỷ này thật sự không giống những người khác trong lòng lý mẫn đức nghĩ thầm như vậy bên kia hoa viên lý trường nhạc vừa mới đi qua hàng núi giả đột nhiên bị một bóng người nhảy ra làm cho giật mình biểu muội sau tiếng nói này một thiếu niên mặc áo khoác dài bằng gấm từ sau núi giả nhảy ra. Cản đường đi của nàng, Lý Trường Nhạc nhìn rõ người này là ai. Bất giác mỉm cười, dì ruột của Lý Trường Nhạc, gả cho Trung Dũng tướng quân. Về sau dượng được thừa kế chức bá xương hầu, con trai trưởng của bọn họ cao viễn vào cung làm thư đồng của thái tử. Lại trong một lần ám sát, chắn tên hộ thái tử nên tuổi trẻ đã chết sớm. Thái tử thương tiếc cao viễn xin hoàng đế ban thưởng ân điển đặc biệt, ban thưởng gì thành ngụy quốc phu nhân vinh quang vô cùng. Không còn con trai trưởng văn võ song toàn, ngụy quốc phu nhân càng nâng niu con trai thư cao tiến. Cao tiến này mặt mày tuấn tú, dáng vẻ đường đường chính chính, nhưng từ nhỏ đã lớn lên trong son phấn nhung lụa, cho nên chính là một lãng tử giữa hoa. Bá Sương Hầu thấy hắn càng ngày càng kỳ cục, mấy lần nổi giận muốn quản giáo đều bị ngụy quốc phu nhân bao che khuyết điểm không quản giáo được bởi vì năm đó cao viễn là môn sinh đắc ý của lý thừa tướng cho nên bất đắc dĩ bá sương hầu thường xuyên dẫn cao tiến đến gặp lý thừa tướng thứ nhất là muốn trên nghiệp học của cao tiến thu được chút ích lợi thứ hai là muốn nương nhờ uy nghi của lý thừa tướng để quản thúc hắn chỉ có điều cao viễn và cao tiến tuy rằng là huynh đệ ruột thịt nhưng lại không giống như huynh đệ cùng một mẹ sinh ra. Một người văn thao vũ lược, thiếu niên anh tài, một người là công tử phóng đãng hái hoa bẻ liễu. Lý thừa tướng dậy đôi ba lần, thấy hắn không thành tài được, đành từ bỏ ý định. Đại phu nhân cũng rất dung túng người cháu ngoại này, đơn giản vì hắn là con trai duy nhất còn lại của Ngụy Quốc phu nhân. Cho nên hắn có thể tùy ý ra vào trạch viện, không cần kiêng kỵ gì cả biểu muội hôm nay sao nhớ đến mà tìm ta cao tiến tươi cười đến gần lý trường nhạc thường ngày muốn gặp biểu muội một lần thật không dễ dàng muội muội đúng là càng lớn càng xinh đẹp như thiên tiên thường ngày lý trường nhạc luôn đối xử với hắn rất hòa nhã hôm nay lại thay thành khuôn mặt tươi cười muội muội mời biểu ca đến tất nhiên là có chuyện tốt muốn tìm biểu ca cao tiến thấy lý trường nhạc cười tươi như hoa tim đập thình thịch nói muội muội có chuyện gì biểu ca có phải xông vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng phải hoàn thành vì muội lý thừa tướng luôn thích nghiêm mặt giáo huấn người khác hắn vốn không muốn đến lý gia nhưng sau này phát hiện gì rất dung túng hắn đám biểu muội lại đều như hoa như ngọc nhất là đại biểu muội càng quốc sắc thiên hương nhưng mà tính tình lý trường nhạc cao ngạo luôn lạnh nhạt với hắn không ngờ hôm nay nàng ta lại chủ động hẹn hắn đến. Chẳng phải càng làm hắn vui mừng đến phát điên sao? Nhìn Lý Trường Nhạc Thiên Tiên quốc sắc, hắn chỉ cảm thấy tất cả những nữ nhân hắn từng thân mật đều là phàm chi tục phấn. Hận không thể lập tức giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng để thân cận. Nhưng hắn cũng rõ ràng, tuyệt đối không thể lỗ mãng trước mặt vị biểu muội này. Bởi vì Ngụy quốc phu nhân đã từng dặn dò, đại biểu muội với tướng mạo này, tương lai tất nhiên là hướng tới sự tôn quý trí tôn. Tuyệt đối không phải người hắn có thể trêu chọc, cho nên hắn chỉ dám nhìn từ xa. Ai ngờ lý trường nhạc lại chỉ chỉ vào người đang ngồi trong đình hóng mát phía xa xa nói, biểu ca. Biểu ca còn chưa gặp tam muội muội của muội phải không? Cao Tiến nhìn theo ngón tay mảnh khảnh của Lý Trường Nhạc. Thấy một tiểu thiếu niên đứng đưa lưng về phía hắn còn có một thiếu nữ đang ngồi đối diện trên người nàng mặc áo váy màu hồng cánh sen màu sắc thanh nhã kết hợp cùng gương mặt như ngọc càng tôn lên khuôn cầm mảnh mai môi hồng răng trắng cặp lông mi dài rủ xuống đôi mắt sâu như nước trong giếng gợn sóng hiện ra sự lành lạnh cao tiến đứng ngây tại chỗ một lúc lâu lý trường nhạc thấy bộ dáng của hắn tay ngọc đưa lên mười ngón tay phất phất trước mặt cao tiến tự mỉm cười, làm sao thế? Cao Tiến ngẩn người, lúc này mới từ trong si mê tỉnh lại. Vẻ mặt tươi cười, nàng ấy chính là thư nữ không rõ ràng đó sao? Bộ dáng đúng là có hương vị khác biệt, không giống với lý trường nhạc quốc sắc thiên hương. Lý thường như diễm lệ quyến rũ, cũng không giống lý thường tiếu cùng lý thường hỉ xinh đẹp động lòng người. Lý vị ương có một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước trong giếng cổ. Sâu lắng trong ánh mắt đã nhìn tiệt sắc khắp thiên hạ của cao tiến lại có hương vị không nói rõ được lý trường nhạc mỉm cười nói biểu ca có phải tam muội rất xinh đẹp xinh đẹp xinh đẹp cao tiến nói ra hai câu mới nhớ ra cái gì đó nghiêm mặt cười nói đương nhiên kém xa biểu muội điều này còn cần ngươi nói chắc lý trường nhạc cười thản nhiên biểu ca có muốn thân cận dung mạo tam muội không cao tiến vừa nghe phát hoảng, biểu muội đừng đem ta ra làm trò đùa. Bản tử của dưỡng không phải chỉ để hù dọa người. Ánh mắt lý trường nhạc cười mà như không cười nhìn hắn, nếu là đám nhị muội muội Biểu ca tất nhiên không thể dính vào. Nhưng nàng ta sao? Nếu biểu ca thích, thì theo đuổi đi. Có năng lực thì có làm sao? Cao tiến bắt đầu từ 15 tuổi. Đã nếm trải nữ nhân. Nhưng ngoại trừ nữ tử yên hoa thì cũng là bọn nha đầu xinh đẹp trong phủ hoặc tiểu gia bích ngọc của gia đình bình thường hắn thích thì cứ làm bị mẫu thân mắng thì nhận nhưng mà lý vị ương này dù sao cũng là con gái ruột của lý thừa tướng nếu hắn náo loạn ra chuyện gì thì khó nói được lời công đạo với phủ thừa tướng vì thế hắn vẫn do dự lý trường nhạc lạnh lùng cười nói biểu ca biểu ca cứ nghĩ cho rõ ràng mất cơ hội lần này sẽ không còn lần sau mặc kệ có chuyện gì phát sinh mẫu thần cũng là gì ruột của biểu ca cao tiến nghe xong ngây người một lúc lâu bỗng dưng tỉnh ngộ trên mặt như bôi đầy son đỏ bừng lên hắn nhìn thoáng qua lý vị ương ở xa xa quyết tâm tàn nhẫn nói vậy mọi chuyện nghe theo biểu muội vẻ tươi cười của lý trường nhạc càng đậm hơn với thân phận của lý vị ương muốn là con dâu của ngụy quốc phu nhân gì tuyệt đối sẽ không chấp nhận như vậy thì chỉ có thể làm thiếp gì cũng không phải là người nhân từ nương tay số tiểu thiếp trong phủ bá xương hầu bị biểu ca chơi chán rồi thì sống không bằng chết hừ lời ngoài chuyện mơ su thân yêu có nói viết chuyện mẫu thân độc tâm nhi đoạt ái mời mọi người cho ý kiến o o oh, ha ha tương đương trạch đấu là không có đường về có người hỏi Tần giản vì sao ngươi luôn âm mưu hủy hoại danh tiết. Ta, miệng vết thương trên mặt lý thường hỉ biến thành sẹo. Chát phấn son thật dày. Mới miễn cưỡng che giấu được. Nằm trong phòng cả một tháng. Đến lần thứ năm lão phu nhân hỏi tới. Nàng mới không tình nguyện rời khỏi song nguyệt các. Đến hà hương viện thỉnh an lão phu nhân. Vừa vào phòng, lại nghe thấy tiếng cười của lão phu nhân vị ương nha đầu này lúc nào cũng chọc cho ta cười lý vị ương mặc váy lụa bông màu xanh pha vàng chỗ cổ áo thêu cánh hoa lan cực kỳ đẹp mắt trên đầu chỉ cài một cây châm ngọc bích thoạt nhìn tươi mới nhã nhặn dịu dàng dễ thân cận tươi cười trên mặt lại càng thêm sự hoạt bát vị ương có thể ở cạnh lão phu nhân là phúc khí của vị ương lão phu nhân cười điểm điểm đầu nàng nói với la ma ma bên cạnh nha đầu này lại nói dối rồi miệng ngọt như vậy lý thường hỉ lắp bắp kinh hãi lão phu nhân luôn đoan trang nghiêm túc không hề thân cận với các cháu gái từ lúc nào đã thân thiết với lý vị ương như vậy nàng không biết rằng một tháng qua mỗi ngày lý vị ương đều đến làm bạn với lão phu nhân niệm kinh pha trà nói chuyện hiện giờ ai ai cũng biết lão phu nhân rất thích vị tam tiểu thư vừa mới bước vào phủ này lúc này tiểu nha đầu vào báo ngũ tiểu thư đến lý thường hỉ nhanh chóng đi lên hành lễ nói thường hỉ ốm đau vừa khỏi đã vội đến thỉnh an lão phu nhân xin lão phu nhân thứ tội lão phu nhân nhìn nàng vẻ mặt nhàn nhạt nói đứng lên đi lý thường hỉ biết biểu hiện của mình lúc ở nam viện trước đó nhất định đã truyền đến tai lão phu nhân có chút khẩn trương thân thể cứng đờ không dám cử động Lý Vị Ương nhìn thoáng qua sắc mặt lão phu nhân, cười khanh khách đi tới. Nâng Lý Thường Hỷ đứng dậy, ngũ muội muội đừng động tí đã xin thứ tội. Lão phu nhân là người từ ái, sẽ không trách tội muội đâu. Sắc mặt Lý Thường Hỷ biến đổi, nàng đột nhiên ý thức được. Lý Vị Ương đã thăm dò được tính khí lão phu nhân. Đều là thư nữ, Lý Vị Ương có thể lấy lòng lão phu nhân. Vì sao nàng không thể? lão phu nhân thường hỉ chỉ là trong lòng thấy bất an lý thường hỉ chớp chớp mắt nước mắt lập tức rơi xuống lý vị ương mỉm cười không tức giận với bản thân mình cũng không nói lời cay độc chửi bới chứng minh đầu óc của lý thường hỉ đã nghĩ rõ ràng rồi lão phu nhân thở dài nói con cũng là đứa nhỏ nhu thuận ta biết lần này con chịu khổ rồi lý thường hỉ nghe thấy lão phu nhân nói như thế mới ngừng khóc lý vị ương cười thản nhiên ngũ muội muội khôi phục mạnh khỏe về sau tỉ muội chúng ta có thể qua lại thường xuyên lý thường hỉ nhìn chăm chăm nàng tâm tình rất phức tạp lão phu nhân gật đầu lại cười nói nói rất đúng hai con là tỉ muội ruột thịt lại là tiểu thư phủ thừa tướng chỉ vì chút chuyện mà xảy ra tranh chấp ta không chấp nhận được đến lúc đó bất luận ai đúng ai sai đều bị phạt đã biết chưa lý vị ương chớp chớp mắt cười nói dạ sau khi hai người rời đi lão phu nhân hỏi la ma ma nghe nói thất di nương bị bệnh lại còn ho khan mời đại phu đến bắt mạch đi đây là vì tam tiểu thư la ma ma hiểu rõ dạ lão phu nhân tâm địa từ bi nhất lần trước lão ra từ nam viện về nói viện kia rất khó coi mời đại phu cho thất di nương còn sai bốn nhà đầu đến hầu hạ. Hiện giờ đã đỡ hơn nhiều, coi như là nhân họa được phúc. Lão phu nhân gật đầu, nói cũng may thất di nương sinh được nha đầu thông minh. Là ma ma cười nói, thường ngày lão phu nhân niệm kinh. Đại tiểu thư cũng tới, chỉ có điều đại tiểu thư tuổi vẫn còn trẻ, ngồi không được bao lâu, mà tam tiểu thư lại thật kỳ quái. Có thể ngồi xuống cùng lão phu nhân đến hai ba canh giờ thật là có tâm hướng Phật. Lão phu nhân cười cười ta không phải người mù. Ai thật tâm ai giả bộ. Vừa nhìn đã nhận ra. Đứa nhỏ này tuy rằng tìm kiếm một chỗ che chở. Nhưng đối với ta cũng có ba phần thật lòng. Chính vì phần thật lòng này. Giúp con bé một phen cũng có ngại gì. Mấu chốt là, con bé đáng giá để cân nhắc. Là ma ma đỡ lão phu nhân nằm xuống nói, chỉ mong tam tiểu thư sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của lão phu nhân. Lão phu nhân nhắm mắt nói, tuy rằng thông minh, nhưng trung quy tuổi vẫn còn trẻ. Hai, trong lòng la ma ma giật mình, không dám mở miệng nữa. Trạng vàng, Lý Vị Ương tìm được một quyển bảng chữ mẫu, đặt lên bàn chậm rãi viết cho tới giờ kinh đô không thiếu tài nữ. Thí dụ như Lý Trường Nhạc, một tuổi đã nhận được mặt chữ, ba tuổi đọc thơ năm tuổi đọc thuộc lòng bách gia thư luôn nổi bật trong những người cùng tuổi được mọi người khen ngợi kiếp trước sau khi vào phủ lý vị ương mới bắt đầu học chữ đọc sách so với thiên kim thế gia khác đã chậm trễ hơn không biết bao nhiêu cho dù sau này nàng lấy chăm chỉ bù lại cũng chỉ dừng ở mức nhận được mặt chữ mà thôi chữ viết ra bị không biết bao nhiêu người ngầm chê cười dần dần nàng không còn chạm vào thơ họa nữa nhưng mà hiện tại luyện chữ có thể tĩnh tâm tập trung suy nghĩ đối với nàng có ích lợi lớn cạch một tiếng cửa sổ bị mờ tung một cơn gió mạnh thổi vào lật hết cả trang sách bạch chỉ ngồi bên đang theo thùa may vá vội vàng đứng dậy đóng cửa sổ lại phát hiện sắc trời biến đổi nàng nhướng mày lúc chưa trời cao nắng chiếu hiện giờ trời đã u ám nàng quay đầu lại nói với lý vị ương tiểu thư trời tối quá, tiểu thư viết chữ phải cẩn thận đôi mắt. Nô tỳ thắp thêm cho tiểu thư một cây nến nữa. Lý vị ương gật đầu mà không ngẩng đầu lên. Nàng biết tiểu thư lúc luyện chữ không thích bị người khác quấy dày. Bạch chỉ nhẹ tay nhẹ chân khép cửa lại. Đi ra ngoài, lại qua nửa canh giờ. Bầu trời đã u ám như đêm đen. Sau một tia chớp, cùng một tiếng sấm vang lên. Mưa lớn lộp bộp lộp bộp chút xuống. Ngay lập tức, tiếng ào ào vang lên khắp bốn phía lý vị ương ngẩng đầu đứng lên mở cửa sổ ra một lần nữa nhìn mưa bên ngoài người khẽ run phẩy chấm phẩy chấm nàng không thích mưa đêm đêm hôm ngọc lý chết cũng mưa to đầy trời cho nên mỗi khi gặp phải ngày mưa như chút nước như vậy sẽ gợi lên quá khứ đen tối sâu trong trí nhớ của nàng lúc này tử yên bước nhanh đến trước cửa nhẹ nhàng đặt ô trúc cạnh cửa, lau khô nước mưa trên người rồi mới bước vào tiểu thư. Nô tỳ vừa mới gặp Dung Nhi trong viện thất di nương. Nàng ấy nói thay thất di nương gửi thư đến, Dung Nhi là nha đầu mới đưa đến chỗ mẹ, một người rất thông minh lanh lợi. Lý Vị Ương nhận tờ giấy tử yên đưa qua, nhìn trong đó có viết có chuyện quan trọng cần thương lượng. Bí mật, nhanh đến, Lý Vị Ương siết chặt tờ giấy trong tay. Ngẩng đầu hỏi Tử Yên, ngươi nhìn thấy Dung Nhi ở đâu? Tử Yên tất nhiên trả lời thành thật, ở trong hoa viên. Nô tỳ phải đi lấy hạt giống hoa mai, vừa hay thấy nàng ấy đang vội vã đi lại đây, nên mới gặp nhau. Lý Vị Ương dừng lại một chút khi đó, trời đã bắt đầu đổ mưa rồi. Từ Nam viện đi đến đây, cũng chỉ nửa canh giờ, trời đã đổ mưa một canh giờ rồi. Tử Yên không rõ Lý Vị Ương đang lẩm bẩm gì càng cảm thấy kỳ quái tiểu thư. Ngài nói gì thế, nếu theo tờ giấy viết, thất di nương có chuyện bí mật muốn nói với mình. Tức là bảo một mình nàng đi ngón tay trắng nõn tinh tế của Lý Vị Ương khẽ vuốt tờ giấy. Thản nhiên nói, đi ra ngoài. Gọi hết nhà đầu ma ma trong viện ra. Tất cả mặc áo tơi vào. Ta có việc phân phó. Trong lòng tử yên, không hiểu sao lại dâng lên dự cảm xấu, lời ngoài chuyện không chỉ một bạn hỏi đến vấn đề kết cục, nhấn mạnh rõ ràng một lần nữa. Chuyện này chỉ có một nam chính duy nhất, một kết cục duy nhất, không được hoài nghi ta bằng bằng. Lý Vị Ương muốn đến Nam Viện, nhất định phải đi qua hậu hoa viên hẻo lánh. Nàng bảo tất cả nha đầu ma ma trong viện đều trốn ở một chỗ bí mật gần đó. Tự mình dẫn theo bạch chỉ, cầm ô chậm rãi đi về phía trước, giữa trời mưa to như chút nước cho dù bạch chỉ tận lực cầm ô che cẩn thận, thì bả vai Lý Vị Ương cũng vẫn bị ướt. Cao tiến trốn sau cây chuối, tên sai vặt đứng phía sau hắn, cố gắng cầm ô che. Thiếu gia, tam tiểu thư đến, tên sai vặt nhắc nhở hắn. Trong mắt cao tiến nhìn chằm chằm người Lý Vị Ương, áo váy gấm vân nam, trên màu phấn hồng thêu chim khách cùng hoa mai, mây vàng ở viền áo, bên dưới lộ ra váy bên trong cũng là gấm hồng đi đường thanh thoát thướt tha. Cao Tiến đánh giá từ đầu đến chân, càng nhìn càng kích động. Ha ha, chỉ cần qua hôm nay, tiểu mỹ nhân này sẽ thuộc về hắn. Bạch chỉ cảm thấy có loại ánh mắt kỳ quái đang nhìn chằm chằm hai người. Trong lòng không yên, tiểu thư, nô tỳ hơi sợ hãi. Lý vị ương cười nhẹ, không có gì đáng sợ. Giọng nói của nàng như tiếng chuông vang lên trong gió. Làm trong lòng cao tiến có cảm giác như bị cào ngứa không khống chế được lao ra định ôm vào lòng ngay tại thời khắc lao đến tay cao tiến vung ra tiếp theo cảm nhận được cơn đau tan lòng mát giả lý vị ương nhướng mi chân đạp thật mạnh vào bộ phận quan trọng ở hạ thân cao tiến bộ vị quan trọng bị đá đồng thời tay cũng đau như sắp bị chặt đứt hắn hét lên một tiếng cả người ngã quỵ về phía sau lý vị ương rút ra cái dùi đang đâm vào lòng bàn tay cao tiến Bạch chỉ nhanh chóng lôi ra một cái túi. Chụp lên đầu hắn buộc lại. Sau đó hô to, người đâu mau đến. Trong viện có trộm, người đâu mau đến. Chỉ chốc lát sau, đám ma ma nha đầu phía sau chạy nhanh như gió đến. Lý vị ương chỉ vào cao tiến. Lạnh lùng nói, đánh thật mạnh. Đánh cho chết, ai dám đánh ta. Người trong túi kêu to. Ta là biểu thiếu gia. Chuyện gì thế này, mọi người sửng sốt. Lý Vị Ương cười lạnh, biểu thiếu ra sao có thể chạy đến hậu hoa viên này. Rõ ràng là tên trộm này xảo biện lừa dối. Mưu toan thoát tội, đánh thật mạnh cho ta. Đám ma ma nha đầu ở đây. Đã kiến thức thủ đoạn của tam tiểu thư đối đãi với họa mi. Trong lòng đều có ba phần sợ hãi với nàng. Nghe xong lời này sao còn không động thủ. Cao tiến liều mạng kêu to. Khẩn cầu, mắng mỏ nhưng vẫn bị đám ma ma nha đầu đè lại. Không rõ đầu đuôi mà chỉ biết đánh loạn, dùng hết toàn bộ sức lực, chỉ sợ tam tiểu thư thấy các nàng không cố gắng. Lý vị ương nhìn gốc chuối cách đó không xa, thấy bóng người chợt lóe, rồi biến mất rất nhanh, đánh đủ nửa canh giờ, cho đến lúc mọi người không còn sức đánh nữa, mới thở hồn hển ngừng lại. Mà lãng tử trong túi vốn đang định trộm hương cướp ngọc, đã sớm bị đánh đến không thở nổi. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, phân phó, vứt tên trộm này ra bên ngoài. Bốn ma ma vội vàng chạy đến, nhấc cao tiến bị đánh đến chết khiếp vứt qua tường ra ngoài. Tên sai vặt đi theo lúc này mới dám lại gần, run rẩy mở túi ra, nhìn thấy chán của công tử nhà mình bị đánh cho máu tươi tung tóe, Mũi lệch sang một bên, môi nứt, hai mắt trắng dã lẩm bẩm nói gì đó không nên lời, trong lòng biết chuyện lớn rồi, trận mưa qua đi, hàng lá chuối xanh biếc ngoài cửa sổ rủ xuống, một giọt sương sớm rơi xuống như châu ngọc, chạm đến mặt đất tạo thành tiếng thanh thúy. Không biết vì sao, trong lòng đại phu nhân cứ thấy buồn phiền nôn nóng, chuỗi Phật châu trong tay dịch chuyển một lúc, cuối cùng buông xuống, bà nói với Lý Trường Nhạc bên cạnh, hôm nay sao ta luôn tâm thần không yên? Như là có chuyện gì? Lý Trường Nhạc buông mi mắt xuống, che lại sự lạnh băng trong đáy mắt. Tất nhiên là có chuyện không may xảy ra, nhưng mà, đối với các nàng mà nói, lại thành chuyện tốt, đại phu nhân vừa mới nói một nửa, thì rèm cửa bị kéo lên, một người bước nhanh vào, có lẽ là chạy vội đến, không thu chân kịp, ngã quỵ xuống đất, lăn vài vòng trên mặt đất, vất vả lắm mới dừng lại được cũng không kịp lau đi đất dính trên mặt, kêu to với đại phu nhân, đại phu nhân, không tốt rồi, chuyện lớn rồi, người này chính là tên sai vật thu tử bên người cao tiến. Sắc mặt đại phu nhân khó coi, đây là chỗ nào mà để cho ngươi xông loạn vào như vậy, còn không mau đi ra ngoài. Sắc mặt thu tử trắng bệch, không tốt, không tốt rồi, xảy ra, xảy ra đại sự rồi. Sắc mặt hắn như vừa nhìn thấy quỷ cả người run run, vừa rồi thiếu gia ở hoa viên. Thiếu gia, thiếu gia, trong lòng đại phu nhân khẽ động, kinh hoàng nói, hắn xảy ra chuyện gì? Bà vốn định nói hắn lại chọc ra cái họa gì, nhưng vừa nói đến bên miệng lại thấy không ổn, vội vàng đổi lời, bờ môi lý trường nhạc khẽ gợi lên, chuyện này cũng là tiết mục đã bàn từ trước, sau khi biểu ca thành công thì phái tên sai vặt đến báo tin nói thiếu gia không cẩn thận nhận lầm tam tiểu thư thành một tỷ nữ đã dùng xong xuôi rồi đến lúc đó mẫu thân biết tuy sẽ tức giận nhưng nhất định sẽ bao che cho hắn như thế không phải là trừ bỏ được lý vị ương cái đinh trong mắt này sao ban đầu thiếu gia ở hậu hoa viên ai ngờ ai ngờ thu tử gấp đến mức mồ hôi đầy đầu ai ngờ tam tiểu thư đột nhiên dẫn theo một đám người đến ra sức đánh thiếu gia Đại phu nhân sừng sốt, đôi mắt như có băng xương ngưng kết lại. Thốt lên, lý vị. ương, ừ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thu tử ấp úng mãi không nói được hết một câu. Đại phu nhân giọng nói lạnh lùng, hắn nhìn chúng Lý Vị Ương. Hồ đồ, đúng là hồ đồ, đúng lúc này, bà nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng vỡ thanh thúy. Là Lý Trường Nhạc sẩy tay làm vỡ ly trà. Nước trà văng tung tóe. Trong nháy mắt, Đại phu nhân đột nhiên hiểu ra gì đó. Bà lạnh lùng nói, ngoại trừ đại tiểu thư. Tất cả những người khác đều cút ra ngoài. Thu tử còn muốn nói gì nữa. Mà lại bị những người khác kéo ra ngoài. Khuôn mặt xinh đẹp của lý trường nhạc trắng bệch, Nàng kinh ngạc vì biểu ca thất thủ. Càng không biết nên đối mặt với sự chất vấn của mẫu thân như thế nào. Con thật là hồ đồ. Đại phu nhân rốt cuộc không còn bình tĩnh được nữa. Mi dựng thẳng khuôn mặt hiền hòa biến thành hồn hền. Mẫu thân, lý trường nhạc kinh sợ trong một lát, sau đó chấn định lại. Mặt đỏ bừng miệng nhỏ nhắn nghiến răng nghiến lợi, giọng nói bén nhọn như dao. Con chỉ muốn xử lý nhà đầu kia, con rất thiếu kiên nhẫn. Đại phu nhân siết chặt hai tay, đi tới đi lui trong phòng. Lý trường nhạc giật mình nhìn bà, trong ấn tượng của nàng, chưa bao giờ thấy bộ dáng luống cuống như thế của mẫu thân mẫu thân ta đã nói bao nhiêu lần rồi tiền đồ tương lai của con không có danh giới sao có thể bị liên lụy vì loại tiện nhân này đại phu nhân dừng chân quay đầu lại sắc mặt bà cứng ngắc sau đó như mặt trời màu đỏ bỗng chốc hiện ra giữa đêm tối trở nên sáng rõ tàn khốc đến dị thường vốn định giữ nó lại tương lai có hữu dụng chuyện đến mức này chỉ có thể đâm lao phải theo lao nhất định phải loại trừ đồ tiện nhân đó